Chào các bạn đến với chương trình Từ học viết cho IELTS. Bài 7 Solution Essay dành cho Task 2, tạm dịch là Thể luận văn trình bày giải pháp. Nội dung bài học hôm nay gồm có 2 phần. Thứ nhất là các kiểu câu hỏi, báo hiệu một bài Solution Essay. Và thứ hai là cách viết một bài Solution Essay. Trước tiên, chúng ta đến với các kiểu câu hỏi. Những cụm từ đánh dấu báo hiệu chúng ta biết một bài solution essay sẽ là: khi chúng ta đọc vào đề bài thường sẽ có hai câu hỏi. Một câu yêu cầu chúng ta trình bày nguyên nhân hoặc là những vấn đề, và câu còn lại yêu cầu trình bày giải pháp. Trong câu yêu cầu trình bày nguyên nhân hoặc là vấn đề thường sẽ là tại sao điều gì đó lại xảy ra, hoặc là những khó khăn, những vấn đề, nguyên nhân hoặc là những ảnh hưởng tiêu cực là gì. Và sau đó câu còn lại yêu cầu chúng ta trình bày giải pháp. Và thông thường những từ hay xuất hiện là measures, có nghĩa là giải pháp, solutions, biện pháp, hay là ways, cách, hoặc là điều gì có thể được thực hiện để giải quyết vấn đề gì đó chẳng hạn. Thì thông thường chúng ta hãy căn cứ vào câu ở solution này để chúng ta biết đây chắc chắn là một bài solution essay. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem một số đề bài thực tế về kiểu luận văn trình bày giải pháp. Ví dụ đầu tiên, ở một số đất nước, cân nặng trung bình của người ta đang tăng lên và mức độ sức khỏe của họ thì đang giảm xuống. Bạn nghĩ những nguyên nhân nào gây ra vấn đề này và những biện pháp nào có thể được thực hiện để giải quyết chúng? Như vậy, chúng ta thấy ở đây có từ causes, những nguyên nhân nào, và measures là những biện pháp nào, thì chắc chắn đây là một solution essay. Hoặc ví dụ thứ hai, nhiều tội phạm lại phạm tội nhiều hơn sau khi chịu xong án phạt đầu tiên. Tại sao điều này xảy ra và những giải pháp nào có thể được thực hiện để giải quyết vấn đề này? Như vậy, tương tự chúng ta thấy là tại sao điều này lại xảy ra chính là yêu cầu chúng ta trình bày nguyên nhân và giải pháp. Như vậy, đây cũng là một solution essay. Ví dụ thứ ba, ngày càng có nhiều phụ thuộc vào xe hơi cá nhân như là phương tiện đi lại chính. Hãy mô tả những vấn đề gây ra do sự phụ thuộc vào xe hơi có thể gây ra và trình bày ít nhất là một giải pháp khả dĩ. Như vậy, ở đây chúng ta thấy có từ problems và có từ solution. Tương tự, đây cũng là một solution essay. Và ví dụ thứ tư, ở nhiều đất nước, trường học đang có những vấn đề rất là nghiêm trọng với hành vi của học sinh. Bạn nghĩ nguyên nhân của vấn đề này là gì và giải pháp nào bạn có thể đề nghị? Như vậy, đây cũng là một solution essay. Tiếp theo, chúng ta đến với cách viết một bài văn trình bày giải pháp. Chúng ta sẽ đi qua 3 bước. Thứ nhất là một số lưu ý, thứ hai là dàn bài, và cuối cùng là ví dụ. Trước tiên là một số lưu ý. Chúng ta nên tránh sử dụng những từ như I hoặc my, bởi vì những từ này dùng để trình bày quan điểm, nhưng đây không phải là một thể luận văn trình bày quan điểm. Khi chúng ta viết một cách khách quan, không sử dụng những ngôi nhân xưng như thế này, thì bài văn của chúng ta sẽ trở nên khách quan, thuyết phục hơn. Thứ hai là lưu ý hết sức quan trọng, chính là giải pháp mà chúng ta đưa ra phải có liên quan trực tiếp, gần gũi, gắn bó chặt chẽ với lại những nguyên nhân hoặc vấn đề ở đây. Chúng ta không phải chỉ liệt kê nhiều giải pháp, nhiều nguyên nhân hay là nhiều vấn đề mà không có liên kết chúng với nhau là được. Và đây là một lỗi sai của rất nhiều bạn, bởi vì các bạn không biết là yêu cầu của đề bài IELTS, chúng ta phải đưa ra những giải pháp và giải pháp này phải trực tiếp giải quyết các nguyên nhân hoặc các vấn đề ở đây. Cụ thể chúng ta sẽ phân tích một bài luận sau. Dàn bài của thể luận luận này cũng khá đơn giản, chúng ta cũng có 3 phần thường lệ: mở bài, tóm tắt lại đề bài và sau đó trả lời câu hỏi một cách tổng quát ngắn gọn. Trong phần thân bài, chúng ta nên viết 2 đoạn. Một đoạn chúng ta trình bày nguyên nhân hoặc là vấn đề tùy vào đề bài yêu cầu chúng ta trình bày cái gì. Và thông thường các bạn nên trình bày 2 nguyên nhân hoặc là 2 vấn đề ở đây. Và đoạn thứ hai, chúng ta sẽ trình bày giải pháp, và thông thường chúng ta cũng nên trình bày 2 giải pháp, và 2 giải pháp này phải trực tiếp giải quyết 2 nguyên nhân ở trên đây. Mỗi giải pháp giải quyết một nguyên nhân hoặc là một vấn đề. Và sau đó là đoạn kết bài.
Tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích một ví dụ thực tế để hiểu về cách viết của thể luận văn Solution Essay. Đề bài: trong thế giới các nước phát triển thì tuổi thọ trung bình đang tăng lên. Điều này sẽ gây ra những vấn đề gì cho cá nhân và cho xã hội? Hãy đề xuất một vài giải pháp có thể được thực hiện để giảm được ảnh hưởng của vấn đề dân số đang già đi. Và đây là đoạn mở bài. Sau khi đã paraphrase lại ý của đề bài, tác giả trả lời: mặc dù sẽ chắc chắn là sẽ có một vài hậu quả tiêu cực của xu hướng này, nhưng mà xã hội có thể thực hiện vài bước để làm giảm đi những vấn đề tiềm năng của nó. Như vậy, ở đây tác giả đã trả lời ngắn gọn là có một vài hậu quả tiêu cực, và tác giả cũng trả lời tiếp là có một vài bước có thể được thực hiện để giải quyết những vấn đề này, chính là đã trả lời ngắn gọn cho từ problems và từ measures ở đây. Tiếp theo, trong phần thân bài, câu đầu tiên tác giả ghi là: khi người ta sống lâu hơn và dân số ở các nước phát triển này già đi, thì một vài vấn đề có liên quan có thể mong đợi hoặc có thể nhìn thấy trước. Như vậy, đây là câu topic sentence của đoạn văn này. Và phần còn lại trong đoạn văn này, tác giả sẽ phân tích những vấn đề liên quan đó là những vấn đề gì. Và chúng ta sẽ xem. Vấn đề chính là sẽ có nhiều người trong độ tuổi về hưu và được quyền nhận được lương hưu. Tỷ lệ những người trẻ tuổi làm việc sẽ nhỏ đi, và chính phủ vì thế sẽ nhận được ít tiền thuế liên quan đến cái cơ cấu dân số như vậy. Nói cách khác là dân số già đi có nghĩa là gánh nặng thuế sẽ đè lên những người đang làm việc. Những áp lực hơn nữa sẽ bao gồm việc tăng về nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Những người lớn mà còn trẻ tuổi đang ngày càng phải chăm sóc những người thân già của họ. Trong đoạn thân bài thứ hai, tác giả trình bày những giải pháp có một vài hành động mà chính phủ có thể thực hiện để giải quyết vấn đề nêu trên. Như vậy, đây là câu topic sentence của đoạn văn này, và chắc chắn những câu supporting sentences ở đây tác giả sẽ phân tích những biện pháp đó là gì. Và chúng ta cùng xem. Thứ nhất, một giải pháp đơn giản chính là tăng độ tuổi về hưu cho người lớn từ 65 lên 70. Ngày nay, những người trong độ tuổi này có vẻ như là cũng khỏe mạnh và có thể tiếp tục đóng góp cho xã hội. Thứ hai, một biện pháp thứ hai chính là chính phủ nên khuyến khích việc nhập cư để tăng số lượng người lao động lên để họ đóng thuế. Và cuối cùng, tiền từ ngân sách quốc gia sẽ cần phải được lấy từ những lĩnh vực khác và được chi cho vấn đề chăm sóc sức khỏe thiết yếu, vấn đề chỗ ở và những tiện ích giao thông vì số lượng người già tăng lên. Kết luận: ở đây tác giả tóm tắt lại ý là có nhiều biện pháp có thể thực hiện để giải quyết những vấn đề như vậy. Như vậy, nhìn lại cơ cấu toàn bộ bài văn, chúng ta sẽ thấy trong đoạn mở bài, tác giả trả lời ngắn gọn đề bài là có những hậu quả tiêu cực và cũng có thể thực hiện vài bước để làm giảm thiểu những vấn đề tiềm năng này. Trong phần thân bài, đoạn thứ nhất tác giả trình bày những nguyên nhân và đoạn thứ hai trình bày những giải pháp. Và phần kết bài, tác giả tóm tắt lại đơn giản là có nhiều giải pháp có thể được thực hiện để giải quyết những vấn đề này. Như vậy, trong phần thân bài có hai đoạn, một đoạn trình bày nguyên nhân, một đoạn trình bày giải pháp. Và chúng ta lưu ý là từ đầu bài đến giờ, tác giả không hề đưa ra quan điểm của mình, không hề sử dụng những từ như là ai hoặc là mai để đưa ra quan điểm. Và đây rất là quan trọng, bởi vì chúng ta nên viết như vậy để thể hiện sự khách quan trong bài viết của mình. Và điều quan trọng nhất chính là chúng ta sẽ xem lại hai đoạn thân bài ở đây. Trong đoạn thân bài thứ nhất, tác giả trình bày hai nguyên nhân. Một là vấn đề thu thuế, nguồn thu thuế sẽ giảm. Và thứ hai là vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người già. Trong đoạn thông bài thứ hai, tác giả trình bày 3 giải pháp. Giải pháp thứ nhất là chúng ta tăng độ tuổi về hưu từ 65 lên 70. Như vậy, khi chúng ta tăng độ tuổi về hưu từ 65 lên 70,
Có nghĩa là chúng ta đã tiếp tục có thể thu thuế từ những người lao động trong 5 năm đó. Như vậy, đây là một giải pháp giải quyết vấn đề về thuế. Cách thứ hai là khuyến khích nhập cư. Những người lao động trẻ tuổi nhập cư sẽ có thể giúp đóng góp thêm cho thuế. Như vậy, giải pháp này cũng góp phần giải quyết vấn đề đầu tiên. Như vậy, hai giải pháp đầu tiên ở đây chỉ nhằm giải quyết vấn đề đầu tiên ở đây mà thôi. Và sau đó là về vấn đề chăm sóc sức khỏe, thì tác giả đề nghị là lấy nguồn ngân sách quốc gia từ những lĩnh vực khác đem xây dựng nhà ở và tiện ích giao thông cho người già. Như vậy đó chính là giải quyết vấn đề về healthcare, về chăm sóc sức khỏe. Như vậy chúng ta thấy những giải pháp ở đây giải quyết trực tiếp những nguyên nhân đã nêu ra ở đây, và đây là điểm rất quan trọng của thể loại luận Solution Essay. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các bạn học tốt.